tác cùng với nhau liền mấy ngày như này ấy. Xong rồi cái lúc về ấy, mà chẳng may sếp có chửi ấy, thì sếp có hận em Cậu hết câu để hỏi à? không? Không, em hỏi thật mà. Em nói với sếp là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là sếp phải đi tiếp khách thì đương nhiên là khách sẽ bắt uống uống nhiều rồi. Thế lúc mà sếp uống nhiều xong rồi sếp say ấy, thì và em cũng say ấy, thì em nghĩ là cái chuyện gì đến nó sẽ đến ấy. Xong rồi chẳng may chửi ấy, thì sếp để lại lui hay là sếp... Thôi thôi thôi, cậu đầu óc của cậu tưởng tượng ít thôi. Không, này không phải em tưởng tượng mà là em với Nào sếp ạ? phải 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 lường trước mọi tình huống nó có thể xảy ra chứ, để em còn biết Không chứ. bao giờ có chuyện đấy xảy ra, nghe chưa? Dạ, hay là thôi như này này, em với sếp cứ ghé vào cái hiệu thuốc xong rồi mua ít thuốc tránh Nghe thai muốn trước. đấy của mình nó cứng đe cứng nét như này không? Có hai cách để giúp anh em mình cứng đe cứng nét. Thứ nhất là anh em mình dùng cho em cái viên uống hào vương này. Mỗi một ngày anh em uống một viên này tương đương với hàm lượng chiết xuất từ 5 con hàu biển tươi. Rất là tốt cho sức khỏe của anh em luôn. Nếu mà anh em mình uống trong vòng nửa tháng đã thấy sự khác biệt rõ ràng. Còn nếu mà muốn nó cứng đe cứng nét ngay lập tức ấy, thì mình có thể sử dụng cái viên kẹo nhất dạ ngũ dao này một đêm. Hai ba hiệp không mệt và cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 lúc nào cũng như chưa làm gì cả. Anh em mình còn tăng size, tăng kích cỡ lên một chút nữa. Inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình nhá.